Đây là chùa Sư Lầu Đông tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Nằm bên cạnh đường quốc lộ 1A Bắc Nam. Kiến trúc và phong cách chùa Huế. Đây là bức bình phong được chùa cùng tham quan. Đây là chính điện chùa Sư Lầu Đông, Lộc Điền, Phú Lộc đấy. Mọi người thấy là chùa được tiền lập năm 1896 và đài trung tu năm 1991. Đây không gian khung cảnh ở chùa Sư Lầu Đông, xã Lộc Điền, Phú Lộc. Okay. Nói chung là các ngôi chùa làng từ xưa ở Huế thì không gian rất là yên tĩnh và kiến trúc rất là cổ, ngôi chùa rất là nhỏ. Nam mô Đại từ Đại bi Quảng Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.